Chào các bạn nhé. Hôm nay mình mới hoàn thiện xong bộ máy phay hộp nhựa nhé. Đây mình đang test máy nhé. Đấy, một bộ máy phay hộp nhựa này. Cái này chiều cao của nó là cao ở trên này là 86 nhé. Cao 86, rộng chiều ngang này thì một chiều này của nó là 65 này, chiều 65 và một chiều 70. Đấy, chiều ngang này 70 này. Đấy thì lưu ý, mình lưu ý lắp ráp cái bộ máy này thì đây mình sẽ chuyển cho các bạn một cái bộ máy với cả một cái bộ khung thép như thế này nhá. Một bộ khung thép ở dưới như thế này. Đấy, còn máy CNC ở trên này thì có thể tháo rời ra được nhé. Tháo rời toàn bộ máy CNC ở trên này nhé. Thì là cái phần máy này ấy, thì đây nhé, các bạn chỉ cần tháo, các bạn chỉ cần lắp 4 con ốc vào cho mình này. 4 con ốc này bên vai bên này. Đấy, 1, 2, 3, 4 con ốc bên vai bên này và 4 con ốc bên vai bên này nhé. Đấy, 4 con ốc bên vai bên này này. 1, 2, 3, 4, 4 con ốc. Đấy là các bạn lắp tiếp nào nào. Cái bộ này, bộ vai bên dưới này lắp vào. Và trục Z. Trục Z thì các bạn để ngả cái trục X này ra nhé. Ngả cái trục X này ra, các bạn bắt cái trục Z vào trước này. Đấy, trục Z bên trong này nó có 16 con ốc này. Đấy, 16 con ốc bên trong này nhé. Đây mình test thì mình chưa bắt hết. Thì các bạn bắt 16 con ốc bên trong này. Bạn bắt trục Z vào nhé. Đấy. Còn bên trục Y này, trục Y này thì đây. Chỗ này nó chỉ có hai con ốc hai bên này thôi. Đây các bạn lắp tháo hai con ốc này ra này. Đấy, thì lúc các bạn lắp thì các bạn chỉ việc đặt toàn bộ này lên thôi. Đây mình đánh dấu hết rồi. Thì chỗ này nhá, có một con ốc này, hai con ốc này. Với hai con ốc ở đằng sau ở dưới là bốn con nhá. Đây. Một con đây nữa là bốn con này. Đấy, bốn con ốc này thì nó đây, ốc có EQ có bắt ở trên trong này nhá. Bạn dùng cái giữ ở trong này, cái vặn ngoài này. Đấy thì là lắp cái khung này vào. Lắp cái khung này vào rồi sau đấy là lắp cái bộ vai này vào là xong thôi. Bộ vai này bốn con ốc này. Đấy mình làm tháo lắp rất là dễ nhá. Thế còn cái phần động cơ bước này thì đây có sẵn cả bộ ghế ngồi. Có sẵn hết ghế ngồi đây nhá. Ghế ngồi chống chạy vít me, chống rung lắc vít me này. Đấy thì bộ ghế ngồi với lại khớp lối ở đây. Thì các bạn là lấy lục giác, các bạn là xoáy hai con ốc ở khớp lối ra nhé. Các bạn là đẩy cái động cơ vào này. Đẩy cả bộ động cơ này vào và các bạn là khóa bốn con ốc này vào cho mình. Đấy, khóa bốn con ốc phía này vào thôi là xong. Đấy, cái phía trục X này nắp tương tự nhá. Đấy, trục X đây có 4 con ốc đây, nắp tương tự này. Còn trục Z thì có sẵn động cơ ở đây và mình sẽ không tháo ra nhé. Trục Z đây, sẵn động cơ đây mình sẽ không tháo ra. Để nguyên si bộ trục Z như này. Đấy, còn cái spinner này thì các bạn chỉ lấy lỏng của hai ốc này ra thôi. Lấy lỏng hai ốc này ra các bạn nhấc spinner ra. Đấy, còn trường hợp mà ví dụ như spinner cho nó xuống cái gá nhôm này mà nó hơi bị xít thì các bạn là lấy cái tô vít dẹt nhé. Tô vít dẹt các bạn là bẩy bẩy vào cái chỗ này này, bẩy vào cái khe này. Các bạn bẩy nhẹ nó ra để các bạn đưa cái củ đục nó xuống này. Đấy thì cái củ đục spinner này thì các bạn lắp ở tầm nào cũng được. Đấy, các bạn muốn nó sợ nó với thì các bạn có thể lắp sâu một chút. Còn không thì các bạn sẽ lắp đây, nó di chuyển ở trong cái khoảng này. Đấy, lên chỗ dây này, bên dưới này, di chuyển. Đấy, còn vít me thì lắp đây thì nó có các cái ổ bi ở đây. Ổ bi ở đây thì lục giác các bạn vặn là 4 con ốc chí ở đây ra nhé.
Đấy, các bạn vặn 4 ốc chí ở đây ra, bạn xỏ vít me vào. Đấy, đây là vít me T10 nhé. Đấy, vít me T10 này. Vít me T10. Đấy, trên này vít me T10 này. Đấy, và ổ bi. Ổ bi đây thì các bạn nới lỏng, nới lỏng cái con ốc chí ra thôi. Đấy, nới lỏng con ốc chí ra nhé, các bạn xỏ thanh vít me vào. Đấy, toàn bộ máy nó như này. Đấy, và cái phần gá hộp. Gá hộp thì nó bao gồm 4 cái trượt. 4 cái trượt để gá hộp đây. Thì các bạn chỉ cần vặn một cái này ra thôi. Đây, các bạn xoáy cái này ra này. Xoáy này ra, các bạn đẩy ra và các bạn nhấc hộp, nhấc cái hộp ra ngoài này. Đấy. Đấy, các bạn cho cái hộp vào, các bạn chỉ cần khóa tất cả cái đầu này đều khóa hết rồi này. Nó vặn cố định hết nhá, bên dưới bên trên nữa bạn vặn cố định hết này. Bạn chỉ lấy chiếc này ra thôi này. Đấy, và các bạn kẹp hộp vào và các mình khóa lại như này. Đấy, mình khóa duy nhất cái đầu này thôi. Rất là tiện nhá. Bạn chỉ việc khóa riêng cái đầu này thôi, còn 4 cái đầu này các bạn để cố định hết này. Đấy, thì cái hộp của các bạn này, cái cỡ hộp cái này lúc nào các bạn chỉnh cái cỡ hộp ấy, lúc nào muốn chỉnh cái hộp to ra hoặc bé lại thì các bạn mới phải động đến cái này. Đấy, thì cái này thì các bạn cứ lấy thước đo thôi. Bạn lấy thước đo hai bên này này. Đây là ví dụ mình đo hai bên từ thành ra này, ví dụ thế. Đây nó là 20 chẳng hạn. Nó là 20 nhá, 20 thì đến cái này nhá thì mình căn cái trên cái dưới cho bằng nhau thôi. Đấy, 20 này. Căn cho bằng nhau nhá để mình lấy cái cữ ấy. Thế sau đó mình đặt hộp vào giữa này. Đấy, khi mình đã căn chuẩn rồi ấy, thì một cái loại hộp mà để vào giữa này thì căn cái này chuẩn hai bên chuẩn rồi. Đấy, các bạn phải căn chuẩn hai bên này, các bạn lấy thước đo từ đây đo đến đây nó vuông. Bên này cũng thế, lấy thước đo từ đây đến đây nó vuông thì các bạn khóa lại hết cái đầu này cho mình. Khóa hết hai cái đằng sau này nhá, mình phải khóa cái hai cái dưới, thanh đỡ dưới này. Đỡ dưới này một là nó dùng để kẹp này. Một là dùng để kẹp nhá, hai là có thể dùng để đỡ luôn, đỡ cái hộp ấy. Ví dụ cái hộp nó thấp vậy thì các bạn có thể đặt luôn lên hai cái thanh này. Còn nếu mà hộp nó dài hơn, hộp dài 40 thì các bạn có thể cho nó lọt xuống dưới này thoải mái nhá. Đấy, thì mình sẽ khóa hết 4 cái đầu trên này. Mình vặn riêng cái đầu này ra này. Đấy, để thay hộp này. Mình đưa hộp vào nhá, đây. Bây giờ vặn là một bên này ra, nhấc cái hộp này ra được. Đấy. Nhấc cái hộp này giữa ra. Sau đấy đặt hộp vào này, nó là lấy cái này khóa lại thôi. Đấy, khóa lại một đầu đấy. Thì các cái đầu khóa này thì mình làm sẵn có cánh bướm đây rồi. Đấy, tất cả đầu khóa này đều làm cánh, có cánh đây hết rồi nhá. Vặn do dễ này. Vặn tay rất là dễ thôi. Đấy. Đấy, thì một bộ máy nó bao gồm hết như thế này nhá. Cả khung nhé. Đấy, và bộ điều khiển đây, bộ điều khiển là trong hộp này. Trong hộp này thì mình đánh dấu sẵn hết các dây đây rồi. Đấy, ví dụ như XYZ đây. Về các bạn cắm XYZ này. Đấy, và đậy, các bạn đậy lắp lại. Đây dừng khẩn cấp này. Đây là bộ dao đi theo máy nhé. Đầu collect có bao gồm đầu collect 346. Đấy, cốt 346 này, kẹp dao này. Đấy, thì đây có một con dao, con dao 4 này, dao 4 lưỡi 2 nhé. Và đây là lưỡi 3, dao 3. Dao 3 lưỡi 3. Đấy, thì cái 3.17 nó ở trong cái đầu collect ER11 này nhé. Các bạn vặn cái đầu collect ER11 này ra, các bạn thay đầu collect và thay dao vào cái đầu này. Đấy, như vậy là máy test là chạy thôi. Đấy. Một bộ máy test chạy như thế này. Đấy, trước khi gửi cho khách thì mình bao giờ cũng thế, máy móc các thứ mình test kỹ luôn, test kỹ hết máy móc luôn nhá, sau mới gửi nhá. Đấy, đây là tăng giảm spinner này, tăng giảm động cơ spinner này. Đấy, tăng giảm ở cái chiết áp này. Thế còn điều khiển spinner thì nó điều khiển trên màn hình nhá, điều khiển trên phần điều bộ điều khiển rồi. Thì khi các bạn xuất cốt, các bạn bấm play thì
bấm chạy thì là nó spinner nó tự chạy. Ở đây dây spinner đây mình ghi để sẵn đây rồi, nó có hai rắc spinner đây nhá, rút cắm sập vào thôi. Đấy, spinner này cắm sập vào này. Đây là đầu giò, đầu đo đo dao, giò dao à, giò dao để lấy mặt phẳng nhá. Các bạn đặt là giò dao lên cái nắp hộp ấy, cái đầu một đầu, cái này đặt lên nắp hộp này, còn cái đầu này kẹp vào cặp vào cái cặp vào con dao ấy, này cặp vào con dao này. Đấy, kẹp vào con dao, cái này để bên dưới đít đít dao để các bạn dò đo mặt phẳng của hộp để phay. Đấy, bộ máy phay này nhá, phay hộp nhựa. Đấy, bộ máy phay hộp nhựa, bộ máy CNC phay hộp nhựa khung thép. Đấy thì là bạn nào có nhu cầu làm cái bộ này thì các bạn cứ liên hệ với số Zalo của mình nhé. Đấy, mình làm theo yêu cầu, máy CNC theo yêu cầu này. Loại to, loại bé, các loại. Đấy, tùy linh kiện lắp ráp nhé. Linh kiện mua giá nó tầm giá nào thì mình sẽ bên mình sẽ bán ra tầm giá đấy nhé. Đấy, mình bên mình chỉ lấy làm xong máy này chỉ lấy một chút tiền công thôi. Đấy, lấy chút tiền công, gọi là công hàn khung này, rồi tất cả công gia công các thứ đấy, mọi thứ. Đấy, công đấu nối dây dợ các thứ. Đấy, nguyên đấu nối dây với lại đây, đấu nối dây các thứ đây nhá, với lại mạch miếc các thứ. Đấu nối bộ điện này đã mất một ngày hơn ngày rồi. Đấy, còn chưa kể là cái khung này hàn hiếc các thứ này, khung này mất khoảng tầm một ngày. Đấy là hai ngày với bộ máy này, bộ máy này gia công nữa, gia công với nắp ráp nên bộ máy này mất một ngày nữa. Đấy, nó rơi vào tầm 3 đến 4 ngày, 3 đến 4 ngày làm liên tục ấy. Bạn làm liên tục 3-4 ngày mới xong một bộ như thế này. Đấy, máy CNC này thì làm nó cũng không thể làm nhanh được, bởi vì làm đến đâu phải kiểm tra kỹ đến đấy. Đấy, chứ nó không phải là như các cái máy khác. Máy này nó yêu cầu độ chính xác này, yêu cầu độ chính xác cao này, yêu cầu các thứ ốc, yêu các thứ lắp ráp ấy, nó phải độ chính xác cực kỳ là cao. Cho nên là nắp kia, từ quy trình lắp ráp hay quy trình đấu nối dây rồi tất cả mọi thứ đều phải làm từ, làm chậm ấy, làm kiểm tra chứ không thể làm nhanh được nhá. Đấy, một bộ máy nó như này nhá, thì các bạn nào có nhu cầu quan tâm về cái dòng sản phẩm máy này thì đặt hàng thì cứ liên hệ qua Zalo của mình. Đấy, liên hệ qua Zalo, số Zalo 0986141219 nhé. Có gì thì mình sẽ, các bạn cứ liên hệ số Zalo. Đấy, về làm máy móc, về máy móc CNC thì tất cả liên hệ qua Zalo của mình, sẽ nói chuyện là mình sẽ tư vấn cho máy, ví dụ như máy các bạn yêu cầu máy cắt nhựa, phay hộp nhựa hay máy phay gỗ đấy, hoặc là máy phay nhôm. Đấy thì các bạn có nhu cầu các bạn cứ liên hệ mình để mình tư vấn cho. Đấy, coi như con này mình test nhà, test ra xong này, mình cho chạy test thoải mái luôn, nửa tiếng luôn. Đấy, bộ này ra này, cho chạy test nửa tiếng. Còn nhiều khi máy phay gỗ thì mình cho chạy cả tiếng, một vài tiếng hoặc là chạy gần nửa ngày. Đấy, kết cấu máy các thứ đây.
Đấy, chiều cao nhé, chiều cao của nó là 86. Cao từ dưới mặt này lên đến trên này. Lên đến cái thành này là 86 này. Đấy, chiều ngang này là 70 nhé. Đến hết ra bên này là 70 này. Phía đằng này là 65 nhé. 65 đây, bên này.